Xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 3, mình gần hết tháng của chú chị. Mình có một số tin tức muốn chia sẻ đến một cô bác trong ngày hôm nay. Thì đặc biệt hôm nay là mình sẽ chia sẻ một chút xíu về tình hình ở chiến trường Ukraine cũng như là ở Nga cũng như là quốc tế. Thì đầu tiên là ở chiến trường Ukraine, theo chia sẻ của Bộ Quốc phòng Ukraine, thì tính toán từ đầu năm như là từ tháng 1 đến đến bây giờ tháng 3, hơn 20 tháng 3 đó của năm 2024, thì theo thống kê thì phía Nga đã bắn là thả bom của anh chị, bom từ máy bay rồi từ những cái pháo, đặc biệt là bom từ hàng không của anh chị, tấn công vào 3.500 cái quả bom để xuống những cái vùng đất cũng như là những cái khu dân cư cũng như là những cái địa điểm, những cái vị trí của quân đội Ukraine, thì là 3.500. Thì theo dự tính là khoảng nó nhiều hơn gấp 16 lần so với năm 2023. Anh chị, phía Nga họ sử dụng bom rất là nhiều, bom dẫn đường, họ sử dụng những chiếc Su. Đó là những cái lợi thế của phía Nga. Họ mạnh về hàng không, anh chị, họ mạnh về hàng không này, họ mạnh về pháo binh. Cho nên là họ hơn Ukraine rất là nhiều. Hiện tại bây giờ theo thống kê nữa đó, đó là 1:7 phía Ukraine, 1:7 sức của phía Nga là đến gấp 7 lần với đối với quân đội Ukraine. Quân đội Nga thiếu đạn pháo, thiếu đạn vũ khí, thiếu thiếu tầm vũ khí tầm xa, có gì thiếu những cái tên lửa tầm xa, thiếu rất là nhiều thứ. Nhưng mà cái điều đáng vinh dự cho Ukraine đó là một đất nước nhỏ không có cái gì hết nhưng mà đã cầm cự hơn 2 năm nay, bây giờ đã đánh vào cái nền kinh tế của phía Nga, đó là cho bay màu rất là nhiều những cái nhà máy lọc dầu của Nga. Thì mình sẽ chia sẻ cái phần này sau. Thì bây giờ tiếp cái phần ở chiến trường Ukraine, thì ngoài ra ở cái khu vực Zaporizhia, thì hiện tại bây giờ cái khu vực Robotyni là một cái thị trấn chiến lược của Ukraine, giống như là ở vùng Avdiivka của anh chị. Thì sau khi cái thời gian năm ngoái, mùa hè năm ngoái á, khi mà Ukraine tổng tấn công á, của anh chị nhớ thời gian đó không, thì hôm nay chiếm được cái khu vực này, chiếm được lại cái thị trấn thành phố chiến lược Robotyni, thì Ukraine đã giữ nó hơn một năm nay. Thì bây giờ phía Nga lại muốn chiếm lại cái khu vực này nữa, nhưng mà họ tấn công rất là nhiều lần, họ tấn công đưa quân vào, đưa xe tăng vào nhưng mà đều bị đẩy lùi hết. Có những đợt xe tăng lên đến nhiều nhất là hơn 20 chiếc xe tăng nhưng mà bị đánh chạy trở về lại hết. Rồi tất nhiên là tiêu hao hơn 20 thì mới là bị tiêu hao khoảng tầm hơn 10 chiếc, còn bao nhiêu còn sót lại rồi chạy. Rồi hầu như là mỗi ngày hoặc là một tuần vài lần hoặc là mỗi ngày nhiều lần luôn quý anh chị ạ. Đều có những cái cuộc tấn công nhưng mà đều bị đẩy lùi. Ukraine đẩy lùi từ nhờ gì vậy? Đẩy lùi những cái pháo binh có, đặc biệt là vẫn là máy bay không người lái đẩy lùi. Thì theo thông tin nữa đó, từ quân đội khu vực Robotyni này ở vùng Zaporizhia đó, thì phía Nga đã chiếm được một chút, tiến về một chút, họ đến gần hơn một chút. Còn để mà chiếm được cái khu vực Robotyni này á, thì khó để mà chiếm. Tại vì sao? Những cái tháng mà quân đội Ukraine thiếu đạn pháo, thiếu đạn dược, thiếu rất là nhiều thứ, họ còn không chiếm được thì huống hồ gì trong thời gian này. Trong thời gian này là phía Ukraine đang bắt đầu ngày hôm nay đã nhận được cái số đạn pháo 300.000 đạn pháo. Cô chú chị nhớ một tháng trước không? Khi mà tổng thống của Cộng hòa Séc đó, ông tuyên bố là ông tìm được cái số lượng đạn pháo là 800.000 đạn pháo 155 với lại 122 mm. Thì sau đó phải nhờ tiền, phải có tiền đó, thì đồng minh đã quyên góp hơn một tháng là đã đủ và dư luôn cái số tiền đó. Thì ông hứa là khoảng tầm 2 đến 3 tuần sẽ có mặt tại Ukraine. Thì đúng như rằng khoảng hơn 2 tuần ở đây quý anh chị, thì ngày hôm nay Ukraine đã nhận được 300.000 quả đạn pháo. Còn cái số còn lại ông nói là mà Ukraine tuyên bố là phải chờ vào tháng 2, tháng 4, nghĩa là tháng sau quý anh chị sẽ có thêm cái số còn lại, nhưng mà là 800.000 á. Còn ngoài ra ông lại tìm thêm cái số lượng là 300.000 nữa ở một cái địa điểm nào đó, ở một nước thứ ba nào đó, nhưng mà phải giấu tên bí mật. Thì ông đã tìm hơn 300.000 nữa, thì bây giờ sẽ còn cái nguồn tiền tiếp tục.
thì đồng minh là welcome, đồng minh là rất là nghĩa là mọi nước đóng góp một ít của anh chị à, mọi nước đóng góp một ít, có nước đóng ủng hộ nhiều đúng rồi, một ít nước nhỏ nước lớn gì cũng ủng hộ hết. Như đặc biệt là Latvia, họ một đất nước nhỏ thôi anh chị, nhỏ thôi nhưng mà họ góp mấy chục triệu, cái chương trình nào họ cũng góp hết á. Đất nước Latvia họ nhỏ thôi, nhỏ bằng một cái thủ đô Ukraine thôi, một thành phố thôi, nhưng mà họ ủng hộ ra rất là nhiều, tại vì họ biết đất nước của họ nhỏ, nếu như một Ukraine thất thủ, Nga mà nghiêng về bàn thắng của phía Nga nhiều thì đất nước của họ là đất nước nguy hiểm thứ hai. Latvia, Litva, Lithuania là ba nước đầu tiên Nga sẽ xâm lược, tiếp tục ba ba cái vùng ba ba tích cũ Nga sẽ xâm lược. Vì vậy là họ sẽ giúp Ukraine đến cùng. Nga họ sử dụng đạn pháo từ nhiều, nhiều nhất hiện tại bây giờ Nga đã cạn kiệt rất là nhiều anh chị, họ sử dụng từ Triều Tiên rất là nhiều, họ sử dụng từ Triều Tiên, họ mua Triều Tiên tất nhiên là không có trợ giúp rồi, họ Triều Tiên là tiền hoặc là lương thực thực phẩm trao đổi và tiền nữa. Thì cái thời gian trước cái năm ngoái á, thì Triều Tiên cung cấp cho Nga là khoảng 2.000 container là năm 2023 nha quý anh chị. Còn đối với năm 2024 á, theo thống kê á, người ta thấy được á, của Hàn Quốc, mà Hàn Quốc của anh chị ta chia sẻ thông tin á, là họ thấy được phía Triều Tiên đã di chuyển khoảng 7.000 container vũ khí để mà di chuyển bằng đường sắt, đặc biệt là đường sắt để mà đến hỗ trợ cung cấp cho phía Nga 7.000 container. Thì cái thông tin này khoảng tầm 2 tuần nay cô chú chị nghe thì không thấy quả quạng thôi cô chú chị. Còn Nga thì bây giờ có tiền để mà mua, còn nếu mà trong tương lai Nga kinh tế của Nga mà bị Ukraine phá hết, đặc biệt là những cái nhà máy lọc dầu á, thì có còn mua được hay không, thì bây giờ là 7.000 đó. Thì mình quay lại những cái viện trợ của phía đồng minh, thì có ông thủ tướng George của Đức, hoặc của Đức á, thì ông có nói một cái vấn đề này, ông có nói một cái này của anh chị, ông nói với đồng ông Putin á, là Putin đừng có chờ đợi vào cái bầu cử của Hoa Kỳ nữa. Bây giờ bầu cử của Hoa Kỳ á, ai làm đi nữa thì bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Bây giờ là châu Âu sẽ lo bảo vệ cho châu Âu, là châu Âu sẽ bảo vệ cho Ukraine, đứng phía sau ủng hộ cho Ukraine. Giờ Putin đừng có trông chờ vào cái bầu cử nữa, bầu cử của Hoa Kỳ á. Tại vì khi mà Hoa Kỳ năm nay bầu cử á, nhưng mà Hoa Kỳ cấp viện trợ cho Ukraine đó thì tất nhiên Ukraine sẽ yếu, tại vì cái nguồn vũ khí tài trợ từ Hoa Kỳ nó ảnh hưởng rất là nhiều đến đối với chiến trường của Ukraine, vì vậy nó rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ có thì được, còn có thì tốt, mà không có thì cũng phải ráng rồi của anh chị. Thì ông nói với cái quan điểm của ông cho Putin hiểu, đừng có trông chờ nữa. Bằng chứng là ngày hôm nay Đức đã công bố gói viện trợ trị giá 500 triệu euro cho Ukraine, thì trong đó bao gồm 10.000 quả đạn pháo, có 100 xe bọc thép bộ binh, 100 đơn vị xe tải, là những cái loại xe tải để chở hàng hóa, 100, đặc biệt là 100 xe bọc thép rất là nhiều của anh chị. Thì ngồi ra Bỉ nữa, Bỉ bữa giờ cũng hỗ trợ Ukraine nhiều quá, nhưng mà hôm nay cũng có một cái viện trợ lớn luôn, 412 triệu euro. Thì Bỉ gửi cái gì của anh chị? Bỉ là cung cấp cho Ukraine là 300 xe bọc thép loại LMV và đạn pháo tầm xa nè, và tàu quét mình và xe cứu thương bọc thép của anh chị. Hai gói viện trợ này á, gần 1 tỷ euro. Thì có rất nhiều, trong cái thời gian này những cái đất nước đồng minh, đặc biệt là liên minh á, họ hỗ trợ cho nhiều xe bọc thép á. Không biết sắp tới có một đợt phản công nào của Ukraine hay không, nhưng mà lại gửi nhiều xe bọc thép. Thì hôm nay của chúng chị có Ba Lan và Đức đã tạo ra một liên minh xe tăng. Thì lúc trước là có một cái liên minh về máy bay không người lái, liên minh máy bay không người lái, hiện tại bây giờ chuẩn bị có một liên minh xe tăng. Thì gồm có Đức và Ba Lan khởi xướng, nhưng mà hôm nay á, lại có thêm Anh, Thụy Điển và Ý nữa sẽ tham gia cái liên minh này luôn, liên minh xe tăng. Đó là một cái điều của anh chị, khi mà tạo ra một cái liên minh như là liên minh máy bay không người lái đó thì rất là tốt cho Ukraine, bởi vì những đất nước này họ sẽ tạo ra, là họ kêu gọi của anh chị, cũng như là họ có những xe tăng đó, họ kêu gọi, họ tạo thành những cái nhóm và họ sẽ cung cấp
sẽ cung cấp nhiều cái xe tăng cho Ukraine, như là liên minh về máy bay không người lái, thì họ sẽ có những cái nhà máy, sản xuất máy bay không người lái đó, thì họ sẽ cung cấp tối đa cho Ukraine đó. Thì đối với xe tăng, liên minh nào cũng vậy, để tạo ra một cái liên minh, những đất nước tham gia thì cái những cái viện trợ hàng hóa như vũ khí á, sẽ được nhiều hơn khi mà có những cái liên minh. Nga thông báo là Ukraine có tiêu chị sản xuất quốc phòng, có sản xuất quốc phòng. Tất nhiên là cái số lượng từ chính phủ nó không có nhiều, nhưng mà những công ty quốc tế họ đến, hoặc là những cái công ty trong nước nhưng mà họ làm tư nhân của chị, họ mua ở đâu đó, họ mua và họ sản xuất và bắt buộc họ phải bán, họ rất có tiền. Và những cái công ty này sau khi mà thí dụ họ mà khi mà họ sản xuất được cái số lượng quốc phòng bán cho trong nước chính phủ ha, rồi bán ra ngoài, thì tất nhiên là cái tiền thuế họ sẽ đóng cho Ukraine. Nhưng mà Ukraine muốn mua từ những cái loại quốc phòng quân đội Ukraine, quốc phòng của Ukraine mà muốn mua vũ khí từ những công ty này thì tất nhiên phải có những cái hợp đồng luôn nha, chứ không phải là những cái công ty trong nước sản xuất rồi Ukraine tự lấy để sử dụng đâu, không có cái việc đó, nó rõ ràng. Vì vậy Ukraine thống kê trong năm 2024 này, cái số lượng mà vũ khí mà có thể sản xuất ra thành phẩm mà có thể bán được á, thì lên đến 18 tỷ euro, lên đến 18 tỷ euro. Nhưng mà Ukraine có thể mua được, nếu mà ký hợp đồng mà mua được có tiền mặt để mua á, thì nó tầm khoảng chỉ 9 tỷ thôi. Tự Ukraine hiện tại bây giờ mất mát về cái nền kinh tế cũng nhiều của chị, từ vì chiến tranh á. Người dân thì đi rồi, những cái thành phố mà bị phá hoại, rồi nhiều công ty mà bị mất rồi đó, thì nói chung là thuế rồi nó mọi thứ nó cũng giảm đi rất là nhiều. Vì vậy Ukraine chia sẻ là Ukraine có thể mua được những cái công ty quốc phòng trong nước á, chỉ có được số lượng một nửa thôi, còn một nửa lại á, nếu như mà không muốn cho những công ty này họ bán ra ngoài á, khỏi Ukraine đó, thì phải cần trợ giúp, như là giúp đỡ từ đồng minh, là những đất nước nào gom tiền để mà mua mua vũ khí từ những công ty này và cung cấp cho Ukraine tại đất nước Ukraine đó. Mình nói như vậy để ông bà cô bác các bạn có thể hiểu, tự nhiên có những ông bà cô bác biết, những ông bà cô bác không hiểu, cứ nghĩ là công ty Ukraine, ở Ukraine có những công ty sản xuất quốc phòng, thì cứ nghĩ là sản xuất là của chính phủ hoặc là của công quân đội, sản xuất được bao nhiêu là đưa ra chiến trường hết, có thể sử dụng được. Không phải đâu, họ là những công ty quốc phòng, có phần trăm của quốc phòng, rồi công ty tư nhân và công ty nước ngoài họ mở, họ đồng mở, họ đồng là có phần cổ phần phần trăm đó, họ mở xong rồi tất nhiên những cái sản phẩm nào họ thu chi đó, họ đều có những cái hóa đơn và những cái hợp đồng hết. Sản xuất tuy trong nước nhưng mà nếu mà muốn sử dụng cũng phải có hóa đơn, cũng phải đóng tiền trả tiền, mua kiệu mua thiếu gì cũng phải có hóa đơn hợp đồng hết đó. Đó thì có một cái thông tin của anh chị trong ngày hôm nay, phía phía Ukraine thì đưa, thì nói về ông tổng thống của Pháp, ông Macron, thì ông có chia sẻ vào cái thời gian 2 tuần trước của anh chị, khoảng 2 3 tuần trước đó, thì ông nói là nếu có thể quân đội Pháp, quân đội của Pháp sẽ đến Ukraine. Thì cái sáng kiến của ông á, tạo ra nhiều nước như là Hoa Kỳ cũng không đồng ý, và nhiều nước không có đồng ý, Anh Quốc thời gian đó cũng không đồng ý luôn, và nhiều nước không đồng ý. Nhưng mà sau cái thời gian đó, có thể là những cái cuộc họp, những cái ý kiến mà ông nêu ra tại sao lại có thể đưa quân vào Ukraine để cho giữ được cái nền hòa bình, bảo vệ Ukraine, để mà Ukraine không thuộc về Nga đó. Nếu mà Ukraine thất thủ, nghĩa là Ukraine thuộc sáp nhập vào Nga, thì lúc đó Nga sẽ mạnh hơn và chiến tranh có thể lan rộng ra đối với những đất nước liên minh. Bằng một cái suy nghĩ nào đó, hoặc là một cái lý do nào đó, một cái thông tin nào đó mà Tổng thống Macron ông đã biết được, thì ông mới cái nêu những vấn đề đó. Thì hiện nay, lúc đầu thì ít có nước không chịu lắm, nhưng mà hiện nay Anh Quốc, cựu bộ quốc phòng của Anh Quốc, thì ông có nói là có thể, không ngoại lệ, Anh Quốc sẽ không đưa quân vào, nghĩa là có cơ hội Anh Quốc sẽ đưa quân vào Ukraine để giúp đỡ cho Ukraine. Thì tất nhiên đưa quân vào không thể là đối đầu trực tiếp vào Putin, đối đầu trực tiếp vào quân Nga, nhưng mà đến giúp đỡ từ những cái vị trí nào mà an toàn nhất, không phải là tuyến đầu, huấn luyện binh lính Ukraine, rồi
giúp di chuyển hàng hóa hoặc là sử dụng những cái loại hoặc là lái máy bay không người lái, cô chú anh chị lái máy bay không người lái, nhiều nhiều thứ, nhiều việc để làm, nhưng mà sẽ ở những cái vị trí an toàn nhất là những cái thành phố lớn, hoặc là có thể sử dụng những cái bệ phóng phòng không trong thành phố cũng đỡ giúp cho quân đội Ukraine đó, đại khái là vậy. Còn cái việc mà của anh chị máy bay F-16 á, cái thời gian mà một năm trước á, khi mà Ukraine xin yêu cầu có thể cung cấp cho Ukraine F-16 á, thì thời gian đó có rất là nhiều quân nhân mà cựu quân nhân của những đất nước đồng minh NATO đó, họ đi về hưu rồi, nhưng mà họ nói nếu như mà Hoa Kỳ đồng ý gửi F-16 cho Ukraine, họ sẵn sàng ra chiến đấu, không cần phi công của Ukraine phải huấn luyện luôn, họ sẵn sàng ra chiến đấu để giúp đỡ cho Ukraine. Thời gian đó NATO không chịu, nói muốn sử dụng cho Ukraine ép sử dụng F-16 là phải từ quân lính Ukraine, cho nên á, cái việc mà nó kéo dài đến bây giờ một năm, cái thời gian mà huấn luyện đến bây giờ của chị hơn một năm rồi đó, nhưng mà vẫn chưa xong. Nếu như mà cái điều mà họ đồng ý liền cho những cựu quân nhân NATO mà sử dụng F-16 thì bây giờ mình nghĩ cái cuộc chiến nó đã có thể kết thúc, hoặc là Ukraine hiện tại bây giờ đã hết chiến tranh rồi đó. Thật sự là như vậy luôn đó. Khi mà có F-16 thì Nga sẽ rút rất là nhanh, và không có những cuộc tấn công mà không làm hàng ngàn người thiệt mạng, ngay cả quân lính và người dân thường đó. Thì mình chỉ chia sẻ cho bà cô bác. Thì đối với phía Nga thì sao? Quân đoàn tự do thì đã đến ngày hôm nay là ngày thứ bảy rồi, giờ hai bên vẫn giao tranh. Phía Nga đó, họ họ cho rằng những họ tấn công vô những cái địa điểm nhà của dân Nga luôn, thì họ cho rằng những cái địa điểm đó là những cái địa điểm mà quân đoàn tự do họ đã ẩn náp ở đó, cho nên họ tấn công. Hiện tại bây giờ một cái thành phố Kozinka của Nga là một cái thị trấn gần biên giới với lại Ukraine, phá tan tành hết, y như là những cái địa điểm mà lãnh thổ Ukraine mà gần phía Nga họ phá gì đó, tan tành hết. Thì hai bên vẫn giao tranh, và những cái video mà cô chú anh chị có thể thấy trên màn hình là từ những người dân sống ở những cái vùng Belgorod, những cái vùng thành phố Kursk, Belgorod, đặc biệt là Belgorod, họ chia sẻ. Thì từ căn hộ mà của người dân người ta quay lên á, mà có cái tiếng giao tranh mà nghe nó rất là gần, nghĩa là nó tầm khoảng 2-3 km thôi, 5 km trở lại nó nghe nó mới gần vậy. Từ tiếng giao tranh á, nó nghe rất là to, thì nó có ảnh hưởng của anh chị, còi báo động cả ngày, còi báo động rất là nhiều, còi báo động rất là nhiều, và nó ảnh hưởng đến trong thành phố của người dân luôn, ngồi những cái thị trấn làng mạc mà gần biên giới với lại giữa Belgorod và lãnh thổ Ukraine đó. Thì bây giờ nó gần biên giới, nó gần thành phố với lại những người dân của người dân Nga ở thành phố Belgorod. Bằng chứng là quý anh chị thấy những cái hình ảnh video cò báo động, rồi cửa kính của những cái ngôi nhà nó bị vỡ, rồi nhiều địa điểm xe của quý anh chị, xe ở trên đường nó cũng bơm rơi đạn lạc á, phải nói là vậy á. Thì một cái điều nữa đó là như là trong cái clip một cái chị gái chia sẻ, chị này nói là hiện tại bây giờ chị đi chị rất là hoảng loạn, chị sợ đó. Thì chiến tranh bây giờ đã đến đất nước Nga rồi, chị đi siêu thị á, thì hiện tại bây giờ những cái mặt hàng thiết yếu á, bây giờ nó không còn nữa, nó không còn là đúng rồi, tại vì đất nước cái khu vực này đang có chiến tranh á, cho nên là những cái xe á, mà vận chuyển hàng hóa có thể là người ta sợ, người ta không có đến, chứ không phải là nước Nga không có nhưng mà nó ít, nhưng mà do là cái khu vực thành phố này đang giao tranh á, cho nên là những cái xe vận tải như vậy người ta không đến, hoặc là những cái siêu thị người ta không không bị đóng cửa. Tại vì khoảng mấy ngày trước là những cái trung tâm á, mua sắm hoặc là những trung tâm siêu thị lớn đã đóng cửa rồi. Khi mà quân đoàn tự do họ kêu gọi lên những cái đài phát thanh á, họ kêu gọi là mọi người hãy đi ra khỏi thành phố, kêu gọi chính quyền địa phương là kêu gọi người dân ra khỏi thành phố, nhưng mà chính quyền địa phương họ yên lặng, họ không có thông báo gì hết đó. Thì cái chị này chị vẫn chia sẻ là cái đi siêu thị không có những cái nhu yếu phẩm, đặc biệt là thịt cá trứng sữa. Chị nói là bánh mì thì có, nhưng mà những nhu yếu phẩm cần thiết không có. Chị bắt đầu hoảng loạn sợ. Còn những cái người dân mà sống ở ở khu vực Belgorod luôn, nhưng mà những cái làng mạc thị trấn mà gần biên giới á, thì tất nhiên là những cái nơi đó người ta có đất, người ta trồng á, thì tất các là có thịt có cá, thì người ta ít đi siêu thị hơn, nhưng mà người ta cần bánh mì. Thì có những cái video ta chia sẻ là thiếu bánh mì, không có bánh mì đó,
người dân Nga Ukraine cô chú anh chị, người ta trong bữa ăn mỗi ngày nhà nào cũng phải có bánh mì hết đấy, không có bánh mì coi như là nhà không có gạo gì á đó. Đó giống vậy á, lúc nào nhà cũng có bánh mì đó, ăn cái món gì cũng kèm theo bánh mì đó. Đó đối với họ bánh mì rất là quan trọng, giống như người Việt Nam mình nhà trong trong cái bếp lúc nào cũng phải có một cái hũ gạo là vậy đó. Thì hiện tại bây giờ ở Nga nó giống như là cái thời gian đầu mà xảy ra cuộc chiến Ukraine vào tháng đầu tiên đó anh chị, khi mà gia đình mình đi đi về miền Trung á, đầu đầu tháng đầu tiên gia đình mình đi về miền Trung. Thì đầu tiên cũng vậy, tháng đầu tiên á, khi thì tất cả mọi thứ đóng cửa hết, khi mà bắt đầu có cuộc chiến tranh, mà Ukraine chiến tranh trong thời gian đó nó hầu như là nó hoàn toàn khắp đất nước, nơi nào cũng có cỏ động hết, nó rất là nguy hiểm, nghe nó hoang sơ lắm, ra ngoài đường nó không có bóng người. Nhưng mà siêu thị á, họ mở chỉ 20% thôi. Cái thời gian đó gia đình mình đói bụng quá chừng, không có gì ăn hết. Trong siêu trong cửa nhà hàng á, thì bán mắc kinh khủng, mà toàn là súp, nó toàn là nước không à. Một tô súp ra của anh chị khoảng khoảng họ bán là khoảng 3 đô la, 3 đô la luôn một tô súp ở nhà hàng, bán mắc kinh khủng. Mà ở trong đó quý vị có mấy cọng, có mấy cọng spaghetti thôi, có mấy cọng mà súp á, chỉ có mấy cục khoai tây, lại mấy cộng spaghetti với lại mấy cục thịt nhỏ 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 thôi, chút xíu thôi, toàn hoàn toàn là nước hết, giống như là một chén vậy, một chén thôi mà họ bán 3 đô. Thì cả gia đình mình ăn như vậy thì không phí, không có tiền nhiều như vậy, mà con mình ăn thì nó cũng đói luôn, nó đâu no đâu, toàn là nước không à. Nên cả gia đình mình đi ra ngoài á, mua được, thấy được cái tiệm bán thịt gà nướng của anh chị, mua được một con gà, chị mừng quá chừng, mừng luôn một con gà nướng, mừng kinh khủng, tự nhiên có cái để ăn đó chị. Thì nghĩ lại lúc thời gian đó mình xúc động quá. Rồi ngồi ra thì cửa hàng bán sữa bán đầy đủ, cũng có, nhưng mà họ chỉ mở 20-30% thôi, thì mình có chỗ để mua được, miễn sao có tiền thôi là tụi mình sẽ có thể mua được đó. Thì thời gian đó ngồi đó, thì sau đó tụi mình đi về miền Tây. Thì về miền Tây thì cửa hàng siêu thị cũng vậy, mình đi vô trong cửa hàng siêu thị á, hầu như là nhu yếu phẩm nó cũng không có, nó bị thiếu quý chị. Thịt cá, thịt thì nhiều nhưng mà cá thì ít, tại vì Ukraine không có biển, cho nên là cá hầu như là cá đông lạnh nhập từ nước ngoài về không à, châu Âu về không à. Cho nên là trong những cái tháng đầu á, hàng hóa xe tải rồi ít vận chuyển á, cho nên là nó bị hạn chế, cho nên là thời gian đó nó hết không có. Nhưng mà thịt thì có, thịt bánh mì cũng nhiều nè. Rồi thời gian đó mình nhớ vô trong siêu thị á, tuy là có, nó không có nhiều nhưng mà nó có. Hầu như nó hết, hầu như là 7%, nó chỉ có 3% cái số lượng thực phẩm thôi, nhưng mà có để mua đó. Nó dạng như vậy, nó không giống như là đầy ắp, nó không giống như là đầy ắp như ngày thường nữa đó. Thì cảm thấy thời gian đó rất là hỗn loạn của anh chị. Nhưng mà ở Ukraine thì một đất nước xuất khẩu nông nghiệp mà, cho nên là lương thực thì nó đầy, nó có. Cửa hàng bán thịt xúc xích đồ cũng có đầy đủ, bánh đồ người ta cũng mở đó. Đó là những cái địa điểm mà ít có giao tranh đó, còn những địa điểm giao tranh thì cũng có luôn đó chị. Hiện tại bây giờ những cái nơi mà đang giao tranh mà nóng ở chiến trường Vurida, Bamut, hoặc là những cái vùng Donetsk, rồi những cái vùng mà có gần quân Nga mà 5-7 km đó, cũng có bưu điện luôn, cũng có cửa hàng luôn chị. Người Ukraine người ta vẫn kinh doanh buôn bán bình thường. Lúc nào pháo kích thì người ta bị thiệt mạng, thiệt hại thì chấp nhận. Còn không có thì người ta vẫn mở cửa, mở chợ, mở đầy đủ hết. Là những cái clip mà những cái người lính mà người ta chia sẻ đôi lúc người ta đi đó. Thì cô chú chị thấy hiện tại bây giờ ở Nga cũng bắt đầu có chiến tranh trong đất Nga rồi đó, đặc biệt là vùng Belarus và vùng Kết đó. Cô chú thấy thời gian sắp tới như thế nào, người dân Nga bắt đầu hỗn loạn rồi, sợ rồi, sợ rồi đó. Tự do là một lãnh thổ đất nước lớn, cho nên là có những người đang sống ở chỗ yên bình thì họ nghĩ là không có chiến tranh, và những cái thông tin mình đưa ra là những cái thông tin xạo, đặc biệt là những người Việt mà nhắn tin cho mình đó, nói gì đó, nói em là người nói xạo. Thì họ đang sống ở Nga nhưng mà họ không có được, họ không thấy được những điều đó, họ vẫn sống bình thường. Sống bình thường thì tốt, chúc mừng. Nhưng mà những cái người mà không bình thường này thì sao? Hay là còn đến những cái địa điểm này không? Nếu mà còn thì mấy anh mấy chị đó đi xe đi, đến cái vùng BGR đi sống đi, coi thử có dám không. Nếu mà thật sự mình nói không tin thì đến đó sống, sống thử đi, thuê một cái căn hộ nào đó coi thử, đến đó sống thử, có nghe tiếng cỏ động hay là những cái tiếng mà giao tranh không, đến đó thử thì biết.
À, trong ngày hôm nay phía quân đội này chia sẻ một cái thông tin, đó là tấn công sâu vào một cái nhà máy mỏ dầu. Thì nó nhà máy cũ thôi, nó từ Liên Xô, nhà máy cũ từ thời Liên Xô để lại. Thì nó rất là nó lớn á, top, nó thuộc trong top của anh chị, top top 5 nhà máy lớn của phía Nga. Thì nó nằm cách lãnh thổ của Nga đến 2.000 km. Vào tuần trước á, Ukraine tấn công một cái nhà máy lọc dầu chỉ có 1.400 km thôi. Nó nằm hướng gần biên giới với lại Trung Quốc, Mông Cổ. Nhưng mà lúc đó phía Nga cũng bất ngờ. Những nhà tiên kỳ Nga nói là ồ, tại không ngờ là Ukraine lại có thể tấn tấn công xa như vậy. Tự nhiên mà tính từ vùng thủ đô Kiev, đi được cái đường thẳng là 1.400, nhưng mà nếu mà đi được đường vòng mà để mà né được những cái bệ phóng phòng không của Nga đó thì nó phải 2.000 km có thể. Nhưng mà Ukraine có thể đến đó luôn quý anh chị, thì họ rất là bất ngờ, họ không ngờ. Vì vậy những cái địa điểm hẹn họ càng không ngờ thì họ không có những bệ phóng phòng không nhiều. Những cái bệ phóng phòng không của họ họ đặt chủ yếu là những cái vùng Moscow này, gần thủ đô nè, gần thủ đô Nga này, gần những cái vùng mà biên giới với lại Ukraine. Trong ngày hôm nay Ukraine lại tấn công vào một cơ sở dầu mỏ của Nga nữa. Nó đến 2.000 km, còn nếu mà tính nữa, né những cái đường vòng nữa là hơn 2.000 km luôn. Bây giờ cái hy vọng cuối cùng của Ukraine cũng như là đồng minh cũng như là ngay cả mình, những người dân Ukraine của anh chị, thì á, hy vọng vào cái nền kinh tế của Nga sụp đổ. Thì nếu mà sụp đổ á, thì sẽ không còn tiền để mà bổ sung cho cái nền quân sự của họ, chiến tranh của họ nữa. Thì một cái thông tin nữa đó là Ấn Độ. Ấn Độ là một cái nhà khách hàng lớn của Nga khi mà cấm vận ngày 24 tháng 2 cái cuộc xâm lược xảy ra đó. Thì Ấn Độ là một khách hàng rất là lớn. Nhưng mà ngày hôm nay có thông tin là Ấn Độ đã ngừng quý vị ngừng mua dầu của Nga hơn 2 tháng nay rồi, do cái lệnh cấm vận thắt chặt hơn. Và một cái điều nữa đó là không có trả tiền được đó. Và có thể là Ấn Độ mua lúc trước nhiều là do họ dự trữ, bây giờ đầy rồi họ không còn nữa nên không mua nữa, cũng là những cái vấn đề đó. Thì đó là những cái thông tin mà khiến ông bà cô bé anh chị nào mà ủng hộ đứng về phía Ukraine có thể mừng, có thể là có một cái hy vọng là Ukraine đánh rất là chuyên nghiệp, đánh vào kinh tế của phía Ukraine. Thì sẽ nên mình nói đến đây sẽ có câu hỏi tại sao cái thời gian đầu Ukraine không làm điều này, tại sao không làm được, cô chú anh chị biết không? Tại vì thời gian đầu khi mà đồng minh xảy ra chiến tranh, đồng minh nó là không được sử dụng vũ khí của họ để mà đánh vào đất nước Nga. Thì thời gian đó Ukraine có đánh được đâu quý anh chị, đâu có vũ khí đâu đánh. Chỉ có mâm me vào khoảng thời gian gần 1 năm nay á, là Ukraine tự sản xuất được máy bay không người lái. Đặc biệt là những loại máy bay không người lái bay được tầm xa, tầm gần, đặc biệt là tầm xa. Thì có thể, và nâng cấp lên từ từ, từ vài trăm mét, 800 mét, 1.000 km, bây giờ đến 2.000 km, Ukraine đã làm được cái điều đó. Gần đây Ukraine tấn công rất là nhiều vào ngay lãnh thổ của Nga. Đó là một cái điều mà phải phát triển quốc phòng của Ukraine rất là nhanh trong vòng 1 năm. Mà có thể làm đánh về kinh tế, đánh về nhiều quân sự, đánh về những cái thành phố, đánh nhìn những cái địa điểm thiết yếu quan trọng của quân đội Nga như là đất nước Nga. Đó là cái thông tin tại sao mà không đánh vào sớm. Còn cái cây cầu nó đặt cái câu hỏi rất là to ra, tại sao cây cầu Kiss bắc từ Nga qua đảo Crimea, tại sao Nga không cho bay màu luôn? Thì vấn đề này đặt ra mình cũng chia sẻ nhiều lần. Có thể là Nga chưa có khả năng để đánh, hoặc là có khả năng nhưng mà chưa có cơ hội để làm được. Tự vì gần nó rất là nhiều bệ phóng phòng không. Còn nếu mà để sử dụng nó mà bị phòng không mà chặn nhiều thì thành tiêu hao những cái số lượng đạn dược đó rất là khó. Cho nên làm gì làm, mình không biết còn thời gian ấy. Chứ giờ làm sao? Bệ phóng phòng không ở khu vực nhiều quá chứ anh chị à, nhiều lắm. Nên là để làm được cái điều đó rất là khó. Và đây là một cái Nga cũng chuẩn bị rất là kỹ cho cái bảo vệ cây cầu này, cho nên cái việc mà phá nó không dễ dàng gì. Đó cô chú anh chị, thì hôm nay mình có một số tin tức muốn chia sẻ đến bà cô bác. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra nghe mình nói, đăng ký ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn cô chú anh chị.